Muốn quá dữ vậy. Người gắn là so hả? Khởi động quá mà lát lên làm không bể, nó kỳ lắm. Không, cái khúc khởi động này là mệt luôn rồi, hết hơi luôn rồi. Đúng rồi, hết hơi. Ủa, luôn em đòi anh luôn á. Mà hay ra vẻ chỗ này lát nó lên là không làm bể được cái nào hết á. Trước khi làm bể những bong bóng cho sân khấu, Lập sẽ đọc gợi ý đầu tiên. Đây là một từ khóa gồm 14 ký tự. Gợi ý đầu tiên như sau: đây là một mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu theo công bố của WHO vào năm 2023. Hết. Trò chơi bắt đầu. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Kéo quá. Đúng rồi. Đọc số đi anh. Đọc số, đọc số, đọc số. Có con số nào đọc lên đi. 05. Số 14. Quyết liệt lên. Mạnh lên, mạnh lên. 13. Số 3, số 3. Số 2. Cái nào người ta làm, người ta làm đúng cái thôi. Vừa động vừa làm sao được. Đập bể đi, đập bể cái này đi. Đúng rồi. Ủa, sao xui vậy? Trời ơi, trời. Số 4. Dân. Để yên cho tôi nghe. Cứu tôi, không cứu có nhúc nhích động đậy gì hết á. Gợi ý thứ hai như sau: tình trạng này xuất hiện tràn lan sau đại dịch Covid-19, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người già và thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Tiếp tục trò chơi. 01. Rồi sao giành của người ta trong khi quá trời ở đây nè. Ừ. Cứu tôi. Trời ơi, đúng rồi. Ê, 12. Số 10. Trời ơi, chết rồi, hơn thua quá. Hơn thua quá, trời quá đất rồi. Hết rồi, hết số rồi. 12, 03, 02, 09. Còn nè, hết đâu hết. Đó, rồi nè, đó. Đập đi, đúng rồi, đập đi. Đập đi, đúng rồi nè, đập đi. Yeah. Rồi, hay quá. Xuất sắc. Con số của bạn có là gì nào? 11. Số 11. 06, 08, 09. Bây giờ xin mời hai bạn về vị trí của mình đang nghỉ mệt đi nè. Sau khi tham gia trò chơi làm bể bong bóng trên sân khấu này thì bây giờ đã hiểu được cái cụm từ là chơi hết mình chưa? Dạ rồi ạ. Hết mình rồi đúng không? Dạ. Và chúng ta đã có được những ký tự ở trong tay. Chúng ta đã có đáp án nào chưa? Nếu như chưa có đáp án thì hãy nghe gợi ý thứ ba của chương trình. Ôi, có đáp án rồi hả? Dạ. Ôi, xin mời đội đầy đủ. Đáp án chốt của mình là tình trạng sợ cô đơn. Tình trạng sợ cô đơn. Nhưng mà em nghĩ là không phải là sau cái dịch này mình mới sợ cô đơn đâu. Mà đối với em là lúc nào em cũng sợ cô đơn hết trơn. Tại em không có người yêu. À, vậy hả? Dạ. Oh. Em hy vọng là qua chương trình này em sẽ có người yêu. Mà chương trình này là mình đi tìm những con chữ, nhưng phải đi tìm người yêu em. Mọi người sẽ thấy được cái sự gọi là uyên bác của em. Đáp án này để sẽ chứng minh là em có uyên bác hay không nè. À, đáp án vừa rồi của đội đầy đủ, tình trạng sợ cô đơn, là một đáp án chưa chính xác. Chưa chính xác. Rồi, bây giờ quyền trả lời dành cho đội tỏa sáng. Dạ, theo em thì bỏ chữ sợ là xong. Tình trạng cô đơn. Tình trạng cô đơn. 14 ký tự mà. Mình có chắc đúng hết tất cả những ký tự không ạ? 14 ký tự đó. Mình chốt đáp án là gì? Tình trạng cô đơn. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Không, làm như cái này là em sợ chứ không phải là cái dịch nó làm cho người có cái tình trạng này đâu. À. Em sợ cô đơn. Không, thật ra là cái vấn đề mà sợ cô đơn thì hầu như ai cũng sợ. Dạ. Nhưng mà sau cái đại dịch Covid đó thì cái tình trạng nó ngày càng đậm nét hơn. Dạ. Và nó trở thành một căn bệnh. Và với đáp án vừa rồi nó mang về cho đội tỏa sáng 5 triệu đồng, xin chúc mừng. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Hy vọng rằng là với 5 triệu vừa rồi sẽ giúp cho tinh thần bên đây được tích cực hơn. Xin chúc mừng đội tỏa sáng. Kết thúc vòng 2 này chúng ta có kết quả như sau. Đội tỏa sáng đang sở hữu 10 triệu đồng. Và đội đầy đủ không có triệu nào cả. Nhưng mà
quan bù lại chúng ta có 5 triệu vòng 1 mà lo gì. Và sau 2 vòng thi chúng ta sẽ lựa chọn đội nào có số tiền nhiều hơn để đến với vòng thứ 3. Đó là đội Tỏa Sáng. Xin chúc mừng đội Tỏa Sáng.